Trong gai đầu quản bước anh hùng, bài vòng đầu bơi thời loạn lạc, nghiệp một đời vang mãi với non sông. Có nghe nói gì về giặc ở biên cương không? Tôi á là tôi có nghe tin là chuyện từ bên mía phía bắc về ha, là quan quân á cho người điều tra ở gần biên giới thì phát hiện ra mấy cái bọn giặc khác đang ở gần đó luôn á, giống như đang dò xét gì thế gì á. Mà chắc mấy bà cũng biết rồi mà chứ gì, tại vì á cái tin này á là từ khắp cả cái kinh sư đến nguyên cái làng phủ ai mà không biết. Các bà còn nhớ việc vào năm Nguyên Phong không? Giặc Thác đánh thẳng vào Bình Lệ Nguyên gần sát kinh thành, năm đó đích thân thánh thượng phải va trận, không biết năm nay giặc sức mạnh ra sao. Ôi các bà khéo lo, tụi tôi quan gia và đại tướng sẽ lãnh đạo quân mình và tiếp tục chiến thắng thôi. Đại tướng quân đang tới hay sao? Tới này, vì không thấy người ta nói sao? Không thấy đại tướng quân đang tới sao? Sao còn ngồi đây hả? Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Bẩm tướng quân, tới này thần đã kêu hắn tránh, nhưng hắn không chịu tránh ra. Ngươi đang làm gì mà chăm chú đến mức không nghe ta đi qua? Bẩm tướng quân, xin thứ lỗi cho thường dân. Thường đang mãi nghĩ về cuốn binh thư nên không biết có quân triều đình đi ngang qua. Nhà ngươi là ai? Có biết gì về binh pháp không? Bẩm tướng quân, thường tuy chỉ là người nông dân ở chốn quê mùa, nhưng từ nhỏ rất ham thích học binh pháp nên cũng có biết chút ít. Nghe tin có giặc xâm phạm, vẫn hằng mong đêm ngày được góp sức cùng quân triều đình đánh tan lũ Thác Đác. Người này quả không tầm thường, ta nghĩ hắn sẽ làm nên việc lớn. Có chí khí, vậy ngươi hãy cùng ta về thành Thăng Long, cùng bàn sách lược chống quân Nguyên. Đa tạ tướng quân, thần sẽ dốc hết sức mọn để không phụ lòng đại tướng và các thánh quân. Bẩm đại tướng, chống xâm lăng là việc sống còn của Xã Tắc, hắn ta chỉ là một tên đang sọt ở chốn làng quê, liệu ngài có đang tin tưởng hắn quá không? Ta tin ta không nhìn nhầm người. Phạm Ngũ Lão, ngươi hãy về nhà chăm chỉ mà luyện tập, 3 tháng sau hẹn gặp ngươi ở thành Thăng Long. Đa tạ tướng quân. Phạm Ngũ Lão, chàng trai làng Phụ Ủng, thuở nhỏ đã có chí khí khác thường, tính tình khẳng khái. Khi ở làng có người đỗ tiến sĩ là Bùi Công Tiến, tổ chức ăn mừng, cả làng kéo đến, riêng Ngũ Lão thì không. Người mẹ hỏi con tại sao không đến, Ngũ Lão thưa với mẹ, chỉ làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông, mà con chưa lập được bằng người, đi mừng người ta nhục lắm. Sau cuộc gặp gỡ với Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão trở về quê nhà, miệt mài tập luyện võ nghệ, những mong đến ngày được góp sức đánh quân Mông Nguyên. Lũ giặc khốn kiếp, ngày mà ta được trọng dụng thì ngày các người phải thi nhau công sát với Đức Đại Việt này. We'll be right back.
Bẩm tướng quân, Ngũ lão xin diện kiến ngài. Được lắm, đây là người mà ta vẫn thường hay nhớ đến cùng ngài. Phạm Ngũ lão, môn khách của ta. Thần xin bái kiến Chiêu Minh Vương. Được rồi, không cần khách khí gì đâu. Nào, đứng lên. Vậy việc chúng ta cần làm gì này để đối phó với quân Mông Nguyên, ngài tính tới đâu rồi? Theo ta, quân Nguyên lần này mạnh hơn được trước rất nhiều. Ta nên dùng tiếp kế thanh giả để tiêu hao sinh lực của bọn chúng. Tôi nhớ không lầm, năm Nguyên Phong thứ 7, bọn Thái Đáng rất nhanh đã tiến sát đến Bình Lệ Nguyên. Năm đó, may nhờ có Bảo Văn Hầu mới có thể kịp thời hộ giá tiên đế rút lui một cách an toàn. Còn ta thì nhanh chóng cho Lưu Quân bỏ trống kho tàng mới có thực lực mà đánh trở lại. Bạch đầu quân sĩ tại vãn vãn thuyết Nguyên Phong. Ngài nói chí phải, nhưng có lẽ chúng ta cần thêm một cánh quân nữa phục kính chút cho sông Bạch Đằng như năm xưa Ngô Dương đã từng dùng. Ngài nói chí phải. Khí hậu nơi đó bắc so với nước ta có nhiều điểm khác biệt. Quân Nguyên lại vốn chẳng hề quen thuộc với thị thổ của phương Nam. Nếu áp dụng cái sách này thì chúng sẽ bại với quân ta. Nhưng ta còn một kế sách khác. Vậy ý ngài là... Ta sẽ để lại một đội quân khi chúng tới đồng bộ đầu. Điều này sẽ cản bước tiến của chúng hướng về thành Thăng Long, kéo dài thêm thời gian cho dân ta thực hiện chiến lược một cách an toàn. Chịu kế. Vậy ngài hãy lập tức huy động binh sĩ và đưa cái con dân của đại việt rút về thiên trường trước khi giặc tới, kẻo không kịp. Chỉ có lòng dân như một thì thiên hạ mới thái bình. Phạm Ngũ lão nghe lệnh. Có thần. Ta lệnh cho ngươi phò tá đại vương đem quân của đại việt đánh tan đám người không biết sống chết kia ở Chương Dương, không cho chúng có cơ hội xâm phạm bờ cõi nước ta. Đây là kim bài, nay ta phong ngươi làm hạ phẩm phụng ngự, chỉ huy hữu vệ cánh việt quân. Hãy lập tức theo ta ra trận giết giặc lập công. Tuân mệnh. Ta xin thề với đức trời rằng nếu không phá tan được đám giặc kia, ta không phải nam tử hán của đại việt này. Tốt lắm, hồi đi. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Ngươi đã có công rất lớn trong chiến thắng lần này, ta sẽ bẩm lên chúa thượng, phong thêm chức tước và ban thêm nhiều ruộng vườn cho nhà ngươi. Nhưng thân là trọng thần của triều đình, ta nghĩ ngươi nên có trọng trách với đất nước. Dù có phải nhảy vào biển lửa, thần cũng xin cam lòng. Vậy ngươi hãy mang 3 vạn quân của đại việt giành lại vạn kiếp từ tay bè lũ xâm lược và nhất định phải lăn được đầu của 2 kẻ Lý Quán và Lý Hằng. Tuân mệnh, thần sẽ quyết tâm nhổ sạch lũ giặc khỏi bờ cõi nước ta. Ta tin ngươi. Mau đi. Mặc dù chúng ta đã chiến thắng lần này, nhưng không thể lơ là một phút giây nào. Vì ta e rằng quân Mông Nguyên sẽ không từ bỏ mối thù này mà quay trở lại tiến đánh thêm một lần nữa. Vì vậy, ta và các người phải chăm chỉ luyện tập. Giang trường! Giang trường!
Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Dừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau, rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam. Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là một danh tướng nhà Trần kiệt xuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông là môn khách, sau là con rể của Trần Quốc Tuấn. Ông có công rất lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 2 năm 1285 và lần thứ 3 năm 1288. Trong suốt cuộc đời cầm quân của mình, ông chưa từng thất bại một lần. Có thể nói, ông là vị tướng bách chiến, bách thắng. Đương thời, danh tiếng của ông chỉ xếp sau Hưng Đạo, đại vương Trần Quốc Tấn, vị tướng được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến dân tộc ta. Sự nghiệp quân sự lẫy lừng cùng với tấm lòng hết mình vì dân, vì nước của Phạm Ngũ Lão mãi là một tấm gương sáng cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta tự hào và noi theo. Hoành sóc giang sơn, khắp kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn ngư, nam nhi vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian thuyết vũ hầu. Ôm chi lên một lòng vì thiên hạ. Dầm trong gai đầu quản bước anh hùng, bài vong đâu bơi thời loạn lạc, nghiệp một đời vang mãi.